Chiến binh đỏ Sentaret hay còn được gọi với cái tên là Akai Senshi. Đây là một danh xưng bao quát cho một nhân vật trong chiến đội của tựa phim Super Sentai. Chiến binh đỏ luôn là một anh hùng với ý thức công lý cháy bỏng và thường là những người lãnh đạo. Màu đỏ cũng là màu duy nhất xuất hiện và không thể thiếu trong các series phim. Và chào mừng các bạn đến với channel ESPN Sentai. Video này hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các chiến binh đỏ trong thế giới của Super Sentai nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Sentai Red đầu tiên là Akaranger, ra mắt năm 1975 trong series Himitsu Sentai Goranger. Anh tên là Kaio Yuyoshi, vai diễn được thể hiện bởi Makoto Naoya, anh sinh năm 1948. Sentai Red thứ hai là Spades, ra mắt năm 1977 trong series Jeikeikyu Dengekitai. Anh tên là Sakurai Goro, vai diễn được thể hiện bởi Tanba Yoshitaka, anh sinh năm 1955. Sentai Red thứ ba là Battle Japan, ra mắt năm 1979 trong series Battle Fever J. Anh tên là Dan Masao, vai diễn được thể hiện bởi Tanioka Kuki, anh sinh năm 1949. Sentai Red thứ tư là Denji Red, ra mắt năm 1980 trong series Denji Sentai Denjiman. Anh tên là Akagi Ippei, vai diễn được thể hiện bởi Yuki Shinichi, anh sinh năm 1954. Sentai Red thứ năm là Vo Eagle, ra mắt năm 1981 trong series Taiyu Sentai Sanvogen. Chiến binh này được thể hiện bởi hai người. Người đầu tiên đảm nhận vai trò Vo Eagle là Ooashi Ryusuke. Vai diễn được thiện bởi Kawasaki Ryusuke, anh sinh năm 1952. Xuất thân của Ryusuke là một ca sĩ. Trong quá trình làm phim, anh đã rời khỏi vai diễn vì lý do cá nhân phải làm việc cho một dự án âm nhạc khác. Vì vậy, anh đã chuyển giao vai diễn lại cho diễn viên thứ hai là Godai Takayuki, sinh năm 1956. Anh ta vào vai Hiba Takayuki, người đã thế chỗ Ryusuke để trở thành Vo Eagle mới trong tập 23. Ooashi Ryusuke cũng chính là Sentai Red đầu tiên được thay thế trong Super Sentai. Sentai Red thứ 6 là Gokko Red, ra mắt năm 1982 trong series Dai Sentai Gokko Fight. Anh tên là Akama Kenichi, vai diễn được thiện bởi Akagi Ryoji, anh sinh năm 1958. Sentai Red thứ 7 là Dyna Red, ra mắt năm 1983 trong series Kagaku Sentai Dynaman. Anh tên là Dan Hokuto, vai diễn được thiện bởi Okita Satoshi, anh sinh năm 1958. Sentai Red thứ 8 là Red One, ra mắt năm 1981 trong series Chōdenshi Bioman. Anh tên là Goshiro, vai diễn được thiện bởi Sakamoto Ryosuke, anh sinh năm 1959. Sentai Red thứ 9 là Change Dragon, ra mắt năm 1985 trong series Dengeki Sentai Changeman. Anh tên là Tsurugi Hiryu, vai diễn được thể hiện bởi Hamada Haruki, anh sinh năm 1961. Sentai Red thứ 10 là Red Flash, ra mắt năm 1986 trong series Choshinsei Flashman. Anh tên là Jin, vai diễn được thể hiện bởi Tarumi Tuta, anh sinh năm 1958. Sentai Red thứ 11 là Red Mask, ra mắt năm 1987 trong series Hikari Sentai Maskman. Anh tên là Takeru, vai diễn được thể hiện bởi Kaizu Ryosuke, anh sinh năm 1960. Sentai Red thứ 12 là Red Falcon, ra mắt năm 1988 trong series Choujuu Sentai Lyman. Anh tên là Amamiya Yusuke, vai diễn được thể hiện bởi Shima Daisuke, anh sinh năm 1964. Sentai Red thứ 13 là Red Turbo, ra mắt năm 1989 trong series Kousuku Sentai Turbo Ranger. Anh tên là Honoriki, vai diễn được thể hiện bởi Shato Genta, anh sinh năm 1967. Sentai Red thứ 14 là Fire Red, ra mắt năm 1990 trong series Chikyu Sentai Fireman. Anh tên là Hoshikawa Gaku, vai diễn được thể hiện bởi Fuji Toshiya, anh sinh năm 1963. Sentai Red thứ 15 là Red Hawk, ra mắt năm 1991 trong series Chōjin Sentai Zetman. Anh tên là Tendo Ryu, vai diễn được thể hiện bởi Tanaka Kotaro, anh sinh năm 1964. Sentai Red thứ 16 là Tyranno Ranger, ra mắt năm 1992 trong series Kyuryu Sentai Zio Ranger. Anh tên là Geki, vai diễn được thể hiện bởi Mochiyuki Yuta, anh sinh năm 1967. Sentai Red thứ 17 là Ryu Ranger, ra mắt năm 1993 trong series Gosei Sentai Dai Ranger. Anh tên là Ryo, vai diễn được thể hiện bởi Wada Keiichi, anh sinh năm 1968. Sentai Red thứ 18 là Ninja Red, ra mắt năm 1994 trong series Ninja Sentai Kakuranger. Anh tên là Sasuke, vai diễn được thể hiện bởi Ogawa Teruaki, anh sinh năm 1968. Sentai Red thứ 19 là Ored, ra mắt năm 1995 trong series Choriki Sentai Oranger. Anh tên là Hoshino Goro, vai diễn được thể hiện bởi Shishido Masaru, anh sinh năm 1968. Sentai Red thứ 20 là Red Racer, ra mắt năm 1996 trong series Gekiso Sentai Karanger. Anh tên là Jinai Kiyosuke, vai diễn được thể hiện bởi Kishi Yuji, anh sinh năm 1970. Sentai Red thứ 21 là Mega Red, ra mắt năm 1997 trong series Denji Sentai Mega Ranger. Anh tên là Date Kenta, vai diễn được thể hiện bởi Oshiba Hayato, anh sinh năm 1976. Sentai Red thứ 22 là Ginga Red, ra mắt năm 1998 trong series Seiyuu Sentai Gingaman. Anh tên là Ryoma, vai diễn được thể hiện bởi Maehara Kazuki, anh sinh năm 1973.
Sentai Red thứ 23 là Go Red, ra mắt năm 1999 trong series QQ Sentai Gogo Fight. Anh tên là Tatsumi Matoi, vai diễn được thiện bởi Nishioka Ryuichiro, anh sinh năm 1976. Sentai Red thứ 24 là Time Red, ra mắt năm 2000 trong series Mirai Sentai Time Ranger. Anh tên là Asami Tatsuya, vai diễn được thể hiện bởi Nagai Masaru, anh sinh năm 1978. Sentai Red thứ 25 là Gao Red, ra mắt năm 2001 trong series Hyakuzu Sentai Gao Ranger. Anh tên là Shishi Kakeru, vai diễn được thể hiện bởi Kaneko Noboru, anh sinh năm 1974. Sentai Red thứ 26 là Hurricane Red, ra mắt năm 2002 trong series Ninpu Sentai Hurricaneer. Anh tên là Shina Yosuke, vai diễn được thể hiện bởi Shioja Shun, anh sinh năm 1982. Sentai Red thứ 27 là Aba Red, ra mắt năm 2003 trong series Bakuru Sentai Aba Ranger. Anh tên là Haku Arioga, vai diễn được thể hiện bởi Nishi Koichiro, anh sinh năm 1979. Sentai Red thứ 28 là Deka Red, ra mắt năm 2004 trong series Tokuso Sentai Deka Ranger. Anh tên là Akaza Ban Ban, biệt danh là Ban, vai diễn được thể hiện bởi Shine Ryuji, anh sinh năm 1981. Sentai Red thứ 29 là Magi Red, ra mắt năm 2005 trong series Maho Sentai Magi Ranger. Anh tên là Ozukai, vai diễn được thể hiện bởi Hashimoto Azushi, anh sinh năm 1987. Sentai Red thứ 30 là Boken Red, ra mắt năm 2006 trong series Gogo Sentai Bokenger. Anh tên là Akashi Satoru, vai diễn được thể hiện bởi Takahashi Mitsuomi, anh sinh năm 1982. Sentai Red thứ 31 là Geki Red, ra mắt năm 2007 trong series Yuken Sentai Geki Ranger. Anh tên là Kandojan, vai diễn được thể hiện bởi Suzuki Hiroki, anh sinh năm 1983. Sentai Red thứ 32 là Go On Red, ra mắt năm 2008 trong series Engine Sentai Go Onger. Anh tên là Esumi Sosuke, vai diễn được thể hiện bởi Furuhara Yasuisha, anh sinh năm 1986. Sentai Red thứ 33 là Shinken Red, ra mắt năm 2009 trong series Samurai Sentai Shinkenger. Anh tên là Shiba Takeru, vai diễn được thể hiện bởi Matsuzaka Tori, anh sinh năm 1988. Sentai Red thứ 34 là Gosei Red, ra mắt năm 2010 trong series Tensou Sentai Goseiger. Anh tên là Alata, vai diễn được thể hiện bởi Chiba Yudai, anh sinh năm 1989. Sentai Red thứ 35 là Gokai Red, ra mắt năm 2011 trong series Kaizuku Sentai Gokaiger. Anh tên là Captain Marvelous, vai diễn được thể hiện bởi Ozawa Ryota, anh sinh năm 1988. Sentai Red thứ 36 là Red Buster, ra mắt năm 2012 trong series Tokume Sentai Go Buster. Anh tên là Sakurada Hiromu, vai diễn được thể hiện bởi Suzuki Katsuhiro, anh sinh năm 1992. Sentai Red thứ 37 là Kiryu Red, ra mắt năm 2013 trong series Yuden Sentai Kiryuger. Anh tên là Kiryu Daigo, vai diễn được thể hiện bởi Ryusei Ryo, anh sinh năm 1993. Sentai Red thứ 38 là Tokyu Ichigo, ra mắt năm 2014 trong series Red Sai Sentai Tokyuger. Anh tên là Suzuki Rai, vai diễn được thể hiện bởi Shishon Jun, anh sinh năm 1995. Sentai Red thứ 39 là Aka Ninja, ra mắt năm 2015 trong series Shuriken Sentai Ni Ninja. Anh tên là Igashiki Takaharu, vai diễn được thể hiện bởi Nishikawa Suzuke, anh sinh năm 1994. Sentai Red thứ 40 là Yuo Eagle, ra mắt năm 2016 trong series Dobutsu Sentai Geoger. Anh tên là Kazakiri Yamato, vai diễn được thể hiện bởi Nakao Masaki, anh sinh năm 1996. Sentai Red thứ 41 là Shishi Red, ra mắt năm 2017 trong series Uchu Sentai Kyoranger. Anh tên là Lucky, vai diễn được thể hiện bởi Kizu Takumi, anh sinh năm 1997. Sentai Red thứ 42 là Lupin Red, ra mắt năm 2018 trong series Kaito Sentai Lupin Ranger và Keisatsu Sentai Pathranger. Anh tên là Yanoi Kairi, vai diễn được thể hiện bởi Ito Asahi, anh sinh năm 2000. Sentai Red thứ 43 là Patoren Ichigo, ra mắt năm 2018 trong series Kaito Sentai Lupin Ranger và Keisatsu Sentai Pathranger. Anh tên là Asaka Keiichiro, vai diễn được thể hiện bởi Yuki Kosei, anh sinh năm 1994. Sentai Red thứ 44 là Ryusho Red, ra mắt năm 2019 trong series Kishiryu Sentai Ryushoger. Anh tên là Ko, vai diễn được thể hiện bởi Ichinose Hayate, anh sinh năm 1997. Cuối cùng là Sentai Red thứ 45, Kidamai Red, ra mắt năm 2020 trong series Machine Sentai Kidamager. Anh tên là Asta Zuru, vai diễn được thể hiện bởi Komiya Ryo, anh sinh năm 2002. Video trên đây là tổng hợp những main Sentai Red, tức là những chiến binh đỏ chủ chốt trong chiến đội. Có những Secondary Red hay Extra Heroes, Anti Heroes hay còn được hiểu là những chiến binh đỏ phụ hoặc những chiến binh phụ có hơi hướng màu đỏ thì mình sẽ không đề cập tới trong video này. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.